lễ hội đua bò bảy núi lần thứ 22 năm 2013 quy tụ 64 đôi bò chắc khỏe đến từ các huyện của tỉnh An Giang, Kiên Giang và cả tỉnh Sóc Trăng. Các cặp bò tham gia tranh tài theo hình thức bốc thăm và đấu loại trực tiếp trên đường đua dài 120m. Chuẩn bị đồ về cháo gì dừa gì hột gà năm con đồ cho nó sung sướng đang chơi đua đang thi đấu. Xưa kia nhiều nông dân Khmer từ các Phum Sóc thường về giúp nhà chùa làm ruộng. Dịp này các vị sư cả tổ chức đua bò để thưởng cho đôi bò nào khỏe nhất, giỏi nhất. Vào mùa cấy là mùa khô, đua bò đôi kéo xe có bánh bằng gỗ trên lộ cát. Vào mùa gặt là mùa mưa, đua bò đôi kéo bừa trên ruộng nước. Dần dần, đua bò trở thành lễ hội dân gian truyền thống. Tôi đến đây xem đua bò đã được 3 lần rồi. Lễ hội đua bò năm nào cũng đông, nhưng năm nay đông hơn rất nhiều. Tôi thấy lễ hội đua bò này rất thú vị, vui cho cả đồng bào dân tộc Khmer. Tôi ở đây rất là vui. Mình không có, hồi trước giờ có nghe tới chuyện đua bò này rồi, nhưng mà hôm nay thì được tận mắt chứng kiến thì thấy là không khí ở đây tuyệt vời rồi. Chắc chắn là năm sau mình phải tới sớm hơn để phục kích được nhiều cái cảnh đẹp hơn nữa, chứ hôm nay đến trễ quá không có được coi được nhiều. Lễ hội đua bò đã có từ rất lâu, được tổ chức vào dịp lễ Đon Ta, lễ hội truyền thống của người dân tộc Khmer, để cầu phước cho linh hồn tổ tiên và người thân đã khuất. Được khôi phục từ năm 1992, sau đó được nâng cấp từ hội đua bò thành lễ hội đua bò bảy núi. Hoạt động này đã thực sự trở thành sinh hoạt thể thao, văn hóa đặc sắc của vùng. Chúng tôi sẽ tiến tới như là quy hoạch và đầu tư, nó trở thành coi như là một cái sản phẩm để mà đua biểu diễn theo tour để phục vụ khách du lịch trong hướng tới. Lễ hội đua bò bảy núi An Giang có vai trò quan trọng với đồng bào dân tộc Khmer nói riêng và nhân dân tỉnh An Giang cũng như cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung, có phần quan trọng trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của đồng bào Khmer. Vì vậy cần được giữ gìn để bản sắc truyền thống dân tộc không bị mai một, và cần sớm xây dựng đề án nâng cấp lễ hội đua bò bảy núi thành lễ hội cấp quốc gia trong tương lai.